nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Ban chỉ đạo 138 quận 3 đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại phường 2. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngày hội đã diễn ra chuỗi hoạt động ý nghĩa phục vụ bà con nhân dân, phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo của phường 2 quận 3, triển khai thực hiện các tiêu chí trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của các lực lượng, ban ngành đoàn thể, ban điều hành các khu phố. Các đơn vị cũng đã tiến hành đăng ký tiêu chí phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 như xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy, 100% tin báo về tội phạm được tiếp nhận xử lý nghiêm, 100% người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy được tư vấn điều trị bệnh, không xảy ra điểm tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, vận động nhân dân giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ. Tại ngày hội, các đơn vị cũng đã ký quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật giữa Ban chỉ đạo 138 phường 2 và các trụ sở ngân hàng đóng trên địa bàn nhằm huy động sức mạnh công tác phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng. Ngày hội cũng đã ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa như cấp căn cước công dân, huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Cái công việc mà làm căn cước cho công dân nó rất là nhanh, thật sự là rất là vui. Trong lòng mình cảm giác là ngày hội này thật sự là một cái ngày hội của toàn dân. Về an ninh trật tự của phường thì rất là đảm bảo. Cái kỹ năng mình mới học hỏi được ngày hôm nay là kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Cái chương trình của mình diễn ra rất là bài bản và chuyên nghiệp. Kết quả nổi bật nhất trong cái thời gian vừa qua của phường 2 là đã xây dựng thành công công an phường điển hình kiểu mẫu. Trong đó có 22 tiêu chí trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Và đây là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Với cái ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ hội để phường 2 tiến hành tổng kết lại tất cả các cái hoạt động của trong cái thời gian vừa qua để xây dựng trong cái thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhằm kịp thời động viên khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận 3 đã ban hành quyết định khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.